tố kỳ thị vợ xếp, quấy rối nhân viên Facebook. Đội trưởng an ninh của Mark Zuckerberg là Liam Wood bị tố quấy rối tình dục nhân viên và phân biệt chủng tộc đối với vợ ông chủ. Một người lên tiếng tố cáo từng phục vụ tại nhà Zuckerberg, người còn lại là cựu trợ lý của Liam Wood. Luật sư đại diện cho cả hai đã gửi thư tố cáo đến công ty luật của đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh cho gia đình Zuckerberg. Theo thư tố cáo, Liam Wood phân biệt đối xử và quấy rối tình dục ở mức độ hung bạo, đặt nhân viên vào môi trường làm việc có tính phân biệt chủng tộc. Cựu đặc vụ của sở mật vụ Mỹ cũng bị tố là kẻ kỳ thị người đồng tính và chuyển giới, chưa xác định được những người đứng ra tố cáo có phải là nạn nhân trực tiếp của Liam Booth hay không. Nghiêm trọng hơn, cựu đặc vụ này còn bị tố kỳ thị chủng tộc cả Priscilla Chan, vợ của ông chủ Mark Zuckerberg. Ông này cũng có những nhận xét mang tính phân biệt chủng tộc như không tin người da đen hay cuộc sống của người da trắng quan trọng hơn người da đen. Liam Booth chưa đưa ra bình luận gì trước cáo buộc Phía gia đình của Zuckerberg cho biết đang tiến hành điều tra và để nhân viên an ninh này tạm nghỉ việc trong khi chờ đợi kết quả. Người thứ hai bị nêu trong thư là Brian Mosteller, giám đốc điều hành văn phòng tư nhân của Zuckerberg. Ông này bị tố không làm gì sau khi được thông báo về hành vi sai trái của người đứng đầu bộ phận an ninh. Theo các thư cáo buộc, dường như Mark Zuckerberg không hay biết gì về vụ việc nghiêm trọng xảy ra ngay trong nhà của mình. Gia đình Zuckerberg có tài sản ở nhiều nơi như Palo Alto và Lake Tahoe, California, San Francisco, đảo Hawaii chỉ tính riêng trong năm 2018, Facebook đã chi đến 20 triệu đô la Mỹ để đảm bảo an ninh cá nhân cho nhà sáng lập này.